Nếu hôm nay con cảm thấy buồn tủi, chán nản và thất vọng với cuộc sống này, thì hãy dừng lại một chút. Thầy chỉ muốn nói rằng, sự có mặt của con trên cuộc đời này đã là điều rất tuyệt vời rồi. Tương lai sau này còn rất dài. Đừng vì một ngày u ám mà bỏ cuộc. Sẽ có những đoạn đường chông gai làm con vấp ngã. Nhưng rồi con sẽ phải học cách tự lực đứng lên mà bước tiếp. Sẽ có đoạn đường con vừa đi vừa khóc. Nhưng đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Kiếp người khổ bởi vì buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Nếu xem nhẹ thì vui vẻ, nhìn thoáng ra sẽ nhẹ nhàng. Kiến thức càng rộng, so đo càng ít, kinh nghiệm càng nhiều, phàn nàn càng ít, càng nhàn rỗi càng dễ sinh sự. Dù con có làm tốt đến đâu, vẫn có người sẽ không hài lòng, thậm chí còn chê trách. Vậy nên ở đời không cần phải cố gắng làm hài lòng người khác, chỉ cần sống lương thiện, không thấy hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Nguyện cho con những tháng năm sau này, trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn, trong lòng có bình an. Để liên hệ với thầy Bá Vi Anh, chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Bá Vi. Bốn, liên hệ qua mail cuasotinyi255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.